Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói, Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Đó là lời Chúa. Xin kính chào quý ông bà, anh chị em. Chúng ta cùng nhau suy niệm về lời Chúa hôm nay. Chúa nói, thần khí sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn. Thầy còn nhiều điều muốn nói với anh em lắm, nhưng sợ anh em chịu không nổi. Khi nào thần khí đến, Thầy, Ngài sẽ dẫn anh em vào sự thật toàn vẹn. Sự thật toàn vẹn là sự thật nào vậy? Mà có nhiều lúc chúng ta không tin nổi hoặc là không thể đón nhận nổi. Chúng ta cùng nhau nhắc ở đây những sự thật mà nhờ Thánh Thần chúng ta mới có thể đón nhận được. Sự thật thứ nhất, chúng ta có một vị Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Ngài không ở xa chúng ta, Ngài ở giữa chúng ta. Chúng ta nói với nhau về cái mầu nhiệm này: Thiên Chúa làm người để con người được làm Chúa. Không tưởng tượng được, không được mặc khải của Chúa Giêsu, người ta bảo rằng có phải vậy không? Sao mà cuộc đời vất vả khổ cực như thế này mà làm Chúa ở chỗ nào? Ngài lại đã yêu thương chúng ta, Emmanuel, ở giữa chúng ta, ở trong lòng chúng ta. Thiên Chúa đi tìm con người ta chạy trốn Thiên Chúa. Tất cả các sự thật này đã chứng minh và Chúa Giêsu đến để mặc khải cho chúng ta. Những ai đón nhận thần khí Chúa sẽ khám phá ra cái sự thật ngàn đời này, cái chân lý này. Và khi Chúa Giêsu đến, Ngài sống kiếp phàm nhân như chúng ta, rồi Ngài chịu chết, sống lại lên trời. Cái chuyện một con người sống lại, người ta cũng không thể nào đón nhận được. Ví dụ như dân thành Athens nghe Thánh Phaolô nói như thế, cảm ơn ông, chuyện này để lúc khác, không đón nhận được. Vậy thì khi Chúa Giêsu đã sống lại mà chúng ta mừng trong mùa này, sống lại để chi vậy? Để chúng ta cùng được sống lại với Ngài. Và khi tuyên xưng Ngài sống lại, Ngài được tôn dương ngự bên hữu Chúa Cha. Vậy thì tôi, quý ông bà, anh chị em có một vị Chúa, Giêsu Kitô là Chúa. Chúa không phải là một vị Chúa của quá khứ, mà là trong lúc này đây. Cuộc đời của ta từng giây từng phút Ngài dẫn dắt và Ngài đồng hành. Giêsu Kitô là Chúa là vậy. Kyrios Christos, Ngài làm Chúa và đang ở trong tôi, ở trong bạn, một cái tạo thành mới. Đời của chúng ta có chủ, nói theo các nhà thần học. Chúa Giêsu chưa phục sinh, đời của con người ta vô hướng. Mà Chúa Giêsu đã phục sinh rồi, Ngài là Chúa, là chủ rồi. Kể từ ấy là một tạo thành mới. Khi Adam Eva phạm tội, đời con người ta vô hướng. Khi Chúa Giêsu phục sinh, đời con người ta có chủ và có hướng. Vậy thì đấy là sự thật thứ hai. Giêsu Kitô làm Chúa cả vũ trụ này, làm Chúa cuộc đời của mỗi người chúng ta nữa. Và sự thật thứ ba, Thánh Phaolô nói quê hương chúng ta ở trên trời. Đến một lúc nào đó, cái lều tạm này là thân xác này nè, sẽ được rỡ đi. Quê hương chúng ta ở trên trời, mà lòng chúng ta ngóng đợi chờ.
chứ không phải thuộc thế giới bên này. Đấy là cái điều thứ ba mà chúng ta nói với nhau. 70-80 năm này như là cái sự chuẩn bị cho cái đời sống mai hậu đấy. Và sự thật tiếp theo, hỏi con người chúng ta, thân xác này nè, phải tan rửa, ta gọi là sự chết đấy. Hỏi thử trên thế gian này có cái gì nó thật nhất bằng cái chết của con người ta? Ấy mà người ta cứ tránh, né, sợ. Ai nào trong thế gian này có khả năng đối diện với cái chết của mình thì người ấy có khả năng hạnh phúc và bình an. Ta nghĩa có nghĩa là đón nhận cái chết. Trong sự đón nhận có lẽ là không ai cả, cho nên phải nhờ Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu đã đón nhận cái chết ấy với tất cả sự tự nguyện. Ngài bảo rằng không ai có quyền lấy mạng sống ta, mà ta có quyền trao và có quyền lấy lại. Vậy thì cái mẫu người Giêsu đấy sẽ là mẫu để cho chúng ta ở trong Ngài, thì chúng ta mới có khả năng đón nhận cái chết được. Cho nên không có Chúa, chúng ta không thể tự cứu mình được, là vậy. Vậy thì chúng ta cứ đi tìm cái này, tìm cái kia mà không dám đón nhận cái chết thì chúng ta vẫn bất an bình thường. Vậy thì kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi Thánh Thần đến, Ngài sẽ làm cho chúng ta biết được những sự thật toàn vẹn như thế. Vậy thì chúng ta vừa chia sẻ với nhau, đời chúng ta đã có hướng vì đã có chủ, đời chúng ta đã có đích là trên trời cao ấy, và đời chúng ta đã có một cái hướng đi, Giêsu Kitô là đường. Vấn đề là chúng ta có chịu đi hay không, hay là cứ nằm đấy để nhận chờ xung rụng thì Thiên Chúa cũng không cứu chúng ta được. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho nhau để năng lực Thánh Thần hoạt động trong chúng ta. Amen.